Không kể trong lịch sử đã có biết bao nhiêu trường hợp mà dân có đạo phản lại dân tộc, chỉ đường dẫn lối cho giặc. Ngày nay thì những cái việc chống đối cũng vẫn tiếp diễn, khi thì to, khi thì nhỏ, dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ đòi đất đến cách mạng cá, tranh đấu môi trường, biểu tình chống đặc khu, rồi đòi người bị bắt, rồi bất cứ cơ hội nào cũng bị lợi dụng để nhà thờ kích động giáo dân xuống đường, cầm biểu ngữ chống đối, có khi đưa đến bạo động, chiếm trụ sở ủy ban, chặn đường cao tốc. Đấy, không thiếu kiểu nào để mà tạo biến cố, bạo loạn. Đấy, quý vị coi đi. Tôi có đặc điều không? Quý vị nói là chỉ có một vài linh mục xấu. Đấy, một vài linh mục xấu nó tạo nên bao nhiêu cái biến cố như thế đó. Thì quý vị xem là chuyện nhỏ. Quý vị nói đại đoàn kết như thế nào? Đại đoàn kết với những cái người như thế này à? Đại đoàn kết dưới cờ của họ à? Đấy, một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị đánh nằm giữa đường. Có ai mà như vậy hay không? Ở trên thế giới là tôi chưa có thấy qua con có ai mà dân mà đi đánh cảnh sát mà để cho người cảnh sát nằm mà gọi là hòa hợp đoàn kết. Nghe không có được. Đây nè, nó vào trụ sở đây nè, nó làm như thế này nè. Nó đánh người như thế này đó nè. Đấy, còn cái này nó lợi dụng Formosa, quý vị xem coi nè. Họ đem cờ này là cờ cờ giáo hội nè, rồi họ để cái thập giá lên. Tôi cũng nhân đây cũng cho quý vị hay là cái cờ mà lễ hội của chúng ta ngày xưa đó, hình vuông đó, rồi có tua đó, họ cũng lấy cái đó rồi họ để cái cây thập giá lên, rồi họ mai mốt là họ chiếm, là họ nói là cái cờ đó là của họ nữa. Cái gì họ cũng ăn cắp, cũng chiếm, còn là ăn cướp. May mà chính quyền đã vượt qua những cái cơn sóng gió này. Nhưng mà những cái khi mà không có cái cơ hội nào mà để cho họ quậy đó, đây là cái cơ hội mà họ cho là môi trường đó, thì họ quậy lên. Đó, quý vị thấy rõ ràng là họ mang cờ của họ đây nè. Bao nhiêu cái cờ của họ không à? Cờ này không phải là cờ tôn giáo mà cái cờ hội thánh, cờ của Vatican. Họ trong trong đầu của cái người Công giáo là họ phải mở mang nước Chúa. Quý vị nhớ là như vậy. Quý vị ở ngoài, quý vị không có đi đạo, quý vị không hiểu. Tôi là người từng đi đạo, tôi hiểu. Tôi nói quý vị nghe đi. Trong đầu họ, trong cái lòng họ lúc nào cũng có cái cảm thấy có cái sứ mạng gọi là mở mang nước Chúa. Tới đâu là họ đem cờ tới đó. Nói chung quý vị biết đó là cái mối nguy của dân tộc, chứ không phải là cái chuyện mà đoàn kết được với cái loại này đâu. Đây, còn những khi mà không có cái cơ hội nào mà để mà cho họ tìm cớ đó, thì các linh mục á, sáng tác ra các bài giảng không hề có trong giáo lý nha. Chửi chánh quyền, chửi cộng sản. Đấy, họ không có phải mà họ giảng đạo đâu. Họ không có giảng cái gì tốt đâu, mà toàn là kích động cho người dân thù nghịch với chính quyền. Mà quý vị cứ mở miệng ra là cứ nói đại đoàn kết là sao? Những cái người nói cái đó là rất là thiếu ý thức. Trên không gian mạng có rất nhiều bài giảng sâu đậm của nhiều linh mục mà người viết không có kể ra hết. Chúng tôi không có kể ra hết được, như có những cái vấn đề khác để mà nghiên cứu, thành ra chúng tôi không có thu thập hết tất cả những cái tên, nhưng mà chúng tôi có thể đưa ra tiêu biểu. Một số người như là Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Văn Khải, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Đình Thục, Đinh Hữu Thoại, Nguyễn Văn Toản và nhiều lắm quý vị ơi. Thì quý vị tìm hiểu lý do tại sao sợ họ như thế đó mà gọi là hòa giải. Chúng tôi hiểu họ hung dữ thế nào, họ ghê gớm thế nào, thì đó là giặc chứ không phải là một cái người để bạn của chúng ta. Vậy thì đừng có bịt miệng chúng tôi. Tại sao không bịt miệng họ mà bịt miệng chúng tôi? Liên quan đến cái vụ treo cờ đỏ sao vàng, chúng tôi đã trình bày cái chuyện này rồi, là bắt được cái bài của bên trang Thanh niên Công giáo, nói cái ông linh mục đó, ông nói là cộng sản rất thèm muốn được treo cờ đỏ trong khuôn viên nhà thờ. Đấy, thì chúng tôi cũng trong cái video trước chúng tôi đã trình bày rồi. Ông này ông nói là ông phân trần với giáo dân ở trong nước á, là lý do mà cái nhà thờ của ông có cái hai cái lá cờ đó đó là tự vì cái người của chính quyền đến năn nỉ mà ổng chỉ cho treo ở ngoài hàng rào thôi, chứ không có cho đem vào trong khuôn viên nhà thờ nữa. Này mất dạy lắm chứ không, quý vị đừng có tưởng, đừng có thấy cái thấp thoáng cái cờ ở ngoài mà quý vị mừng. Trong cái thư đó ông ấy viết cái ông này nè, cái ông linh mục này nè, Trần Văn Thành, Phêrô Trần Văn Thành nè,
Trong cái thư ông viết là có cái câu ông nói là vì bạn có tổ quốc và hãy yêu tổ quốc của bạn, và không ai có thể yêu tổ quốc thay cho bạn, không ai có quyền bắt bạn yêu tổ quốc theo cách của họ. Đấy, tức là gián tiếp ông nói là không, cái tổ quốc của mình đó là không phải là tổ quốc của ông á, rõ ràng chưa? Quý vị còn không hiểu nữa hay sao? Giả ngây giả thơ. Đây nè, quý vị đọc lại đi. Vì bạn có tổ quốc và hãy yêu tổ quốc của bạn. Đủ chưa? Đấy, ông trả lời chính quyền khi mà người ta đến vận động, ông có treo cờ, ông nói như vậy đấy. Vì bạn có tổ quốc và hãy yêu tổ quốc của bạn. Và không ai có thể yêu tổ quốc thay cho bạn nữa. Đủ chưa? Đủ nghĩa chưa? Đấy, đây là cái bài viết của ổng đây nè. Vì tôi kỳ rồi có trình bày rồi, thành ra không có nhắc lại kỹ. Thì cái nhắc lại là cái câu của ông thì không có khác gì cái ông Ngô Đình Diệm là tổng thống thời miền Nam Việt Nam, thời đệ nhất Cộng Hòa đó. Là trong cái sách của Bác Đỗ Mậu có kể lại, là nhà văn Chu Tử kể lại trong Tuần Báo Đời ở Sài Gòn, cái câu chuyện của một giáo sư đại học nặng lòng với tổ quốc hùng dương, đề nghị với ông Diệm xây nhà thờ quốc tổ, thì ông Diệm trỏ trỏ cái mặt, hồi vừa rồi chúng tôi là tưởng nó là trở mặt, nhưng mà trỏ mặt tức là ông chỉ thẳng cái mặt của cái ông giáo sư đại học đó, ông nói tổ của anh chứ tổ của tôi à. Trong lúc đó thì ông mới khom lưng mọp xuống là hôn nhẫn hôn tay hôn chân cái ông này là Hồng Y Spellman. Và có một lần ông cũng là cũng mọp người hôn nhẫn cái Hồng Y Agari Arian gì đó, là cái ông Hồng Y mà họ rước về để mà dâng cái nhà thờ lá vàng cho giáo hội đó, mà họ nói gạt là dâng cho Đức Mẹ. Đức Mẹ nào mà hưởng. Đấy, bây giờ đây, mới hôm qua thì chúng tôi lại nhận thêm một vài nguồn tin khác. Từ các sứ đạo lại hoành hành treo cờ Vatican ở nơi công cộng. Không, họ không hề tôn trọng chính quyền cách mạng với lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, mà đã đấu tranh cho sự độc lập và thống nhất của nước ta để cho họ ăn sung mặc sướng ở trên cái đất nước này. Chúng tôi không có đầy đủ nhiều, nhưng mà chúng tôi chỉ có một vài cái nguồn thông tin. Ví dụ như đây là cái hình cổng ở đường liên huyện nhá, tức là nối huyện này tới huyện kia nhá, liên huyện 205 của tỉnh Nghệ An. À, đã bị cái giáo họ Nghi Lộc, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An chiếm làm cổng quảng cáo Chúa và treo cờ Đế quốc Vatican một cách trái phép. Đấy, chúng tôi có hỏi lại cái hình này lâu chưa, thì cái người chụp hình gửi đến là bạn Minh Hùng, đã có gửi nói là cái hình này mới. Thì xin quý vị nào có thể mà đạo đạt với chính quyền làm ơn xem lại cái vấn đề này, và có thể làm được chuyện gì, chứ bây giờ cứ ngồi khoanh tay đó mà để cho một mình chúng tôi nói như thế này hay sao? Tủi hổ quá đi. Để cho họ chiếm chỗ này hết chỗ kia. Xin nhắc lại là đây không phải là tự do tôn giáo nhé, cái đất này là đất công. Quý vị để cho họ treo chỗ này, cờ chỗ này, treo cờ chỗ kia, rồi cứ tối ngày cứ chúc tụng danh Chúa, chỗ nào cũng làm nô lệ cho Chúa cả. Có cái gì có ý nghĩa không? Như hồi nãy chúng tôi nói đó, trong cái 10 điều răn đó là ba cái điều trên là lạy Chúa, thờ Chúa, kính Chúa hết, không có cái chỗ nào mà cho tổ quốc mình hết. Quý vị ơi, quý vị không hiểu thì quý vị làm ơn nghe, và phải biết ý thức cái bổn phận công dân của mình, bảo vệ đất nước mình. Nếu không thì mai mốt là nó cải đạo tất cả, bởi vì nó chiếm hết, là quý vị không theo họ đó là quý vị chết. Và đất nước này sẽ sớm trở thành một cái đất nước giống như là Philippines, mang cái dấu ấn mà của một cái thằng Tây Ban Nha, chứ không phải là không còn cái bản sắc gì của Việt Nam nữa. Mất bản sắc tức là mất nước. Mất nước không phải là bị người ta đến lấy súng lấy đồ bắn giết như là kiểu thời 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 Pháp thời Mỹ, mà mất này là mất thật đó, mất văn hóa. Bác Trọng có nói là mất văn hóa là mất nước. Đây là vấn đề văn hóa rất là quan trọng. Họ không cần một viên đạn, một tiếng súng nào hết. Họ chiếm rồi nè, đây là cái sự chiếm lĩnh của người ta nè, không có chối cãi gì được hết. Cái khi mà tôi đăng cái hình này lên đó, thì có rất là nhiều người vào bức xúc lắm.
Và đây là những cái bức xúc của vấn đề khác, những cái vấn đề khác, những cái họ họ tràn ra, họ đem cây thánh thập giá ra ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm, thì đây là một cái phụ nữ ra chịu không nổi, cái chị phụ nữ này phản đối đấy. Bây giờ lại đưa cái thập giá lên để nêu cái đề cao cái Thiên Chúa giáo lên. Việt Nam mình là Phật giáo, là mọi người là theo Phật giáo. Bây giờ đề cao Thiên Chúa giáo là được, mà mấy thuốc từ hồi đấy giờ đấy, có ông đó là đeo cái băng đó là để làm như là tưởng nhớ đảo Đạt Ma, đó là yêu nước đó. Họ tìm những cái chuyện mà ngặt nghèo nhất họ đem ra để mà họ làm khó làm dễ chính quyền đấy. Rồi còn cái chỗ này tôi không có rõ ở nơi nào, nhưng mà ở bên Việt Vision mới đăng là cái bà cụ này á bức xúc vì ông linh mục không có treo cờ tổ quốc. Mà nghe trong cái video này á, là quý vị sẽ thấy một cái người bạn của bà này có nói là đem 20 cái lá cờ tổ quốc đem đến tặng cái nhà thờ giáo xứ đó, mà ông linh mục không treo một lá cờ nào hết, và họ treo cờ của họ. Quý vị nghe đây nhé. Đây quý vị thấy không, người ta rất là bức xúc. Thì chúng tôi không có cái thế lực gì hết, thì chúng tôi mong chính quyền làm sao để mà giải quyết những cái vấn đề này. Tóm lại thì tận sâu thẳm trong cái lòng của các quan chức ở Vatican và cả các con chiên là như thế. Họ làm việc cho Vatican và họ vun đắp cho Vatican, mở mang nước Chúa, tức là quốc gia tinh thần Vatican của họ. Đương nhiên khi mà họ mở mang nước Chúa đó, thì cái nước ta bị teo tóp, bị tan nát. Đừng có tự lừa dối mình rằng những con chiên cũng là dân Việt Nam sống tốt đời đẹp đạo. Chúng tôi chán nghe những cái câu đó rồi. Họ là số người mà ta phải canh chừng trong mọi lúc, còn hơn là canh trộm nữa. Họ chỉ yêu nước khi mà người của họ lên nắm quyền chỗ này chỗ kia. Quý vị thấy không, tôi còn nghe được bên ngoài cái bài này là nhiều cái đại học nào đó quý vị để cho một cái người công giáo vào trong đó làm hiệu trưởng, và họ đem cả tượng Chúa vào công khai. Họ biến cái đại học gì đó Hoa Sen thành giống như một đại học công giáo, nghĩa là họ đi tới đâu là họ đem hình Chúa vào tới đó. Quý vị đừng có tưởng họ là người Việt Nam, họ làm cho Vatican, tôi nói không có sai. Và đây là những cái minh chứng nó từ từ nó lộ ra. Tôi cũng không muốn là những cái lời nói của tôi nó đúng đến như thế đấy. Đó là sự thật lịch sử, từ lịch sử cho tới hiện tại. Nó cay đắng, sự thật rất là cay đắng, mà ta phải can đảm nhận ra nếu muốn bảo vệ thành quả cao dày của cha ông chúng ta xây đắp hàng ngàn năm nay. Đây là cái phản ứng của những người dân đây nè, quý vị thấy không? Đây nè, đấy, cho quý vị biết cái phản ứng của người ta như thế đó. Ở dưới cái bài chúng tôi đăng đấy, không biết là bao nhiêu cái phản ứng của người ta. Người nào cũng tức tối giận dỗi. Quý vị chính quyền phải giải quyết cái chuyện này, đừng có để cho người dân bị ức mà không biết làm gì hết. Có người đề nghị là nói là để chừng nào mà tụi nó mở mang ra thì sẽ hết cái nạn đó. Chừng nào họ mới mở mang đây? Mấy trăm năm rồi, càng ngày họ càng mê muội, càng ngông cuồng. Còn chúng ta thì cứ 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 càng nhân hóa, nhân văn, hòa hợp, hòa giải, đại đoàn kết, cứ ngày teo tóp, nó càng ngày càng lấn chiếm. Đấy.
Đây là những cái phản ứng của người ta đó. Vô số. Thôi thì tới đây cũng là tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Rất là cảm ơn và xin hẹn quý vị lại kỳ khác. Kính chào tất cả người dân biết yêu mến Tổ quốc với cái bản sắc của dân Việt. Kính thưa quý vị, nếu thấy chương trình kênh Mảng lịch sử chưa viết của chúng tôi hữu ích, xin quý vị ghi tên, subscribe và chia sẻ đường link cho các bạn bè để nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị nhé!